Hello cả nhà. Hôm nay cái chiếc xe cuối cùng của mẫu Mercedes mã số là 2088. Xe này về bán muốn hết luôn rồi. Nó hot quá trời luôn. Nhưng mà cũng chưa có một cái clip nào quay lắp ráp cái xe này hết luôn. Chưa kịp quay luôn. Còn xe cuối cùng cho nên hôm nay cửa hàng làm cái video cách lắp ráp, mình khui thùng tập hợp ha. Xe này tại vì nó phù hợp lại cho bé gái, hầu như là những bé gái nào mong đợi ô tô thì đều chọn cái dòng xe Mercedes màu hồng này nha, cho bé từ 1 tuổi cho đến 6 tuổi sử dụng. Xe tải trọng 35 kg, phiên bản full option luôn nha. Xe này là hiện tại là có hai phiên bản bánh nhựa với lại phiên bản bánh cao su nha. Giá nó cũng rất là rẻ luôn, trên dưới 2 củ. Thì nếu mà công ty cập nhật cái phiên bản nào nâng cấp thì ở bên cửa hàng ưu tiên cái phiên bản đó nha. Em này với chi phí nó vừa tầm, phù hợp cho ba mẹ anh chị gì đó tặng thôi nôi hoặc sinh nhật bé từ 1 tuổi tới 6 tuổi là vừa chơi luôn nha. Màu hồng cánh sen đẹp, cái phun sơn cho nên mình nhìn nó sáng bóng nha. Ở phía trước này nó có một cái logo đây nữa nha anh chị. Cuối clip bên em mới lắp logo vô nha. Đây là bánh cao su, xe nhỏ cho nên bánh cũng nhỏ luôn, phù hợp bé chạy trong nhà hoặc là đường trường nha. Xe sử dụng qua hai động cơ, hai bình ắc quy nha. Nó mắc qua là 12.4 song song. Ghế thì được nệm da nhìn rất là sang trọng nha. Nó có tặng kèm một cái ghế tựa, một cái gối tựa cho bé. Anh chỉ giữa phiên bản bánh cao su và phiên bản bánh nhựa nó trên nhau cũng không có vài trăm cành thôi. Thì khuyên anh em nên lựa chọn phiên bản bánh cao su màu sơn nha. Những dòng xe nhỏ này nếu mình chọn cái phiên bản bánh cao su thì bé nhỏ chơi thì nó đỡ dằn hơn, đặc biệt là những bé từ 1-2 tuổi nó chống sốc, bé chạy đỡ dằn hơn nha. Xe thì nhỏ nhưng mà cũng có cửa luôn nha, hai cửa mở. Tặng cái này, cái gối, cái đệm ở sau yên ấy nha anh chị, bé ngồi tựa vô thường thì cũng không có dùng tới. Xe cũng có hỗ trợ lắp được USB với kết nối Bluetooth, mở được nhạc qua điện thoại nha. Xe nhỏ gọn này mình bỏ trong cốp xe 5 chỗ là xe nào cũng để vô cốp được luôn, do cái size nó nhỏ nhưng mà chạy khá là êm nha anh chị. Mình lắp xe vô thì nhìn rất là sang trọng, chỉ tầm hơn 3 phút lắp ráp thì cũng sắp xong cái xe rồi. Bây giờ mình lắp cái yên với lại cái vô lăng và cái kính chắn gió nữa là đã xong cái xe. Cái logo của xe cũng vừa y. Rồi, cuối cùng là lắp cái vô lăng xong rồi, cái yên nữa là xong rồi nha anh chị. Xe lắp nhanh gọn. Xe này đúng thiệt ưu tiên cho bé nhỏ nè, cái dây an toàn nó có 5 điểm luôn ha. Ràng bé vô bé ngồi rất là vững luôn. Bên dưới yên thì có cái cổng sạc. Lắp ráp nhìn từ xa thì mình lắp cái kính hậu vô nữa là xong, rất là nhanh, xe nhỏ gọn. Bên em vẫn vận chuyển toàn quốc luôn nha anh chị.
chi phí trên dưới 2 củ. Rồi, ok. 5 phút là lắp ráp xong xe nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi cái mẫu xe Mercedes này nha.